Buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8. Thì Châu Thành đính chính nội dung công văn phạt người không mang kính chắn giọt bắn. Thì trưởng công an huyện Châu Thành, Bến Tre đã có công văn đính chính nội dung là xử phạt người dân ra đường không mang kính chắn giọt bắn trong thời gian giãn cách xã hội, vốn gây hoang mang trước đó. Thì chiều ngày hôm nay, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Thượng tá Trần Quốc Dân, trưởng công an huyện Châu Thành, Bến Tre cho biết vừa ký công văn số 262 của công an huyện để đính chính nội dung xử phạt những người dân ra đường không đeo kính chắn giọt bắn phòng Covid-19 mà chính ông đã ký và ban hành vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 8. Thì nội dung trên là sai sót. Chúng tôi chỉ muốn khuyến khích tất cả người dân ra đường có đeo kính chắn giọt bắn để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Thì trước đó công an huyện đã tặng 10.000 khẩu trang y tế và 700 kính chắn giọt bắn cho bà con tiểu thương và người đi chợ. Chúng tôi mong những thiết bị phòng chống Covid-19 đã tặng sẽ được mọi người sử dụng và thật sự có ích cho cộng đồng, Thượng tá Dân nói. Còn tại thị trấn Móng Cày, hôm nay cũng vừa phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2. Thì ngày hôm qua, Bệnh viện Đa khoa Cù Lao Minh có tiếp nhận bệnh nhân NKT từ phòng khám Phúc Thiện thuộc xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Thì những ai tiếp xúc gần với bà NKT sinh năm 1966 và các thành viên trong gia đình của bà NKT có địa chỉ tại Tổ Nhân dân tự quản số 8, khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, thời gian từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 8. Thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Mỏ Cày đề nghị khẩn trương liên hệ với trạm y tế thị trấn Mỏ Cày qua số điện thoại 02753 842 873 để được hướng dẫn khai báo y tế. Thì các khu vực bà NKT có đến trong thời gian nêu trên gồm đi đến chợ Mỏ Cày mua thịt, rau, gạo, gia vị, trứng, thuốc tây từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 8, đi chợ 4 đến 5 lần nhưng người bệnh không nhớ rõ ngày nào, đi khám bệnh tại phòng khám Phúc Thiện xã Tân Hội ngày 27 tháng 8 và ngày 29 tháng 8, có nhận tiền bảo trợ xã hội tại trụ sở khu phố 4 ngày 23 tháng 8. Vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị người dân, những ai có tiếp xúc với bạn NKT trong khoảng thời gian nêu trên hãy kịp thời khai báo y tế. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8. Thì theo đó, tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. Và 2 ca này đều được phát hiện ngoài cộng đồng, cụ thể như sau. Mỏ Cày Nam là 1 ca ở thị trấn có triệu chứng đến bệnh viện khám test nhanh dương tính. Chợ Lách, 1 ca ở Đại An, xã Hòa Nghĩa, đi thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính. Thì tổng số ca mắc đến ngày hôm nay Bến Tre có 1.740 ca mắc Covid-19. Thì số ca tử vong ghi nhận trong ngày thêm 1 ca tại Ba Tri. Thì Bến Tre hôm nay đã có 42 ca tử vong. Thì trong ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận 24 ca ra viện và Bến Tre đã có 1.214 ca đã ra viện. Thì tính từ chiều ngày hôm qua đến chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 9 ca mắc Covid-19 mới. Thông tin nhanh về ca tử vong số 42. Có mã số bệnh nhân là 324656, sinh năm 1961, địa chỉ tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre. Nhập viện ban đầu ngày 24 tháng 8, tử vong ngày 29 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2, di chứng đột quỵ, rối loạn, tâm thần và hành vi do rượu. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.